Rồi bữa nay chiều nha anh em, giờ là 5 giờ mấy rồi nha anh em. Giờ là 5 giờ 10, 5 giờ 20 vậy. Nãy giờ mất mưa. Nãy 7 được một con rồi mà cái clip kia khó quay lắm. Giờ mình hôm nay có cái thế này để mình quay cho anh em coi nha. Quất thì nó ở bên đây nè. Nó ở bên cái lùm đó anh em, người ta cắt cỏ đó. Ở đây cái hàng rào. Rào lứ, lứ 70 qua không được. Ở đây trước vườn nhãn này dữ lắm nha anh em. Bây giờ người ta phá rồi. Giờ mình đặt đại đây thử hên xui coi nó qua không nha anh em. Không nghe nó quắt luôn á, nãy nghe nó quắt. Bây giờ người ta cưa cây rồi nó hết quắt rồi. Không có chừng cắm, mình lấy cái nhánh nhãn cắm mình sửa cho nó đàng hoàng. Rồi anh em chờ kết quả nha anh em, để coi thử coi con mồi của mình nó chơi sao nha anh em. Rồi cứ kéo gần lại miếng nữa. Rồi anh em chờ kết quả nha. Bứt mấy con cỏ cho nó chấm cho nó. Hên xui nha anh em, không biết nó qua không nữa nha anh em. Anh em chờ kết quả nha.
Yeah.